Kính thưa quý khán giả, kể từ tối thứ Năm tuần vừa rồi cho tới giờ phút này, bên Đảng Dân Chủ gáy quá trời là gáy, điếc lỗ tai luôn. Tại vì họ không có thua như cái đánh giá của truyền thông cũng như là dư luận trong suốt cái cuộc trước khi cuộc bầu cử diễn ra. Và bây giờ thì họ gáy trời ơi, gáy té lửa luôn. Peter có thể lấy cho cái video số 1 để cho Đỗ Như Điền phân tích tại sao Đảng Dân Chủ thắng lớn. Dạ, thưa anh Du Miên và thưa quý khán thính giả, cuộc bầu cử ngày thứ ba mùng 8 nó đã đi qua, đến nay cũng được một tuần. Và quý thính giả, những người nào theo dõi sát nút ở những các chương trình, các hệ thống truyền thông thì cũng đã thấy. Tuy nhiên nhiều quý vị không có cơ hội theo dõi thì chúng tôi xin cập nhật những cái thông tin mới nhất để quý vị nắm vững cái tình hình như thế nào. Còn cái câu hỏi tại sao, anh Du Biên hỏi tại sao mà Đảng Dân Chủ thắng lớn thì cái này tôi cũng không có trả lời được. Các cơ quan truyền thông của toàn quốc nước Mỹ năm 2016 thì đã tiên đoán sai bét. Bởi vì lúc đó thì 92% tất cả các cơ quan truyền thông đều nói là ông Donald Trump sẽ thua, nhưng mà cuối cùng ông thắng. Thì suốt trong mấy tháng vừa rồi thì người ta, các cơ quan truyền thông cũng như là các cái viện nghiên cứu đánh giá vân vân cũng đều nói rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn và có thể thu được đến 30-40 ghế ở Hạ Viện. Nhưng mà kết quả cho tới hôm nay, tôi xin đi từng phần một cho nó tiện cho quý vị. Trước nhất là trên Thượng Tầng, tức là Thượng Viện, rồi tới Hạ Viện Hoa Kỳ, rồi đến các thống đốc và đến tiểu bang California của chúng ta. Thì riêng cái vấn đề Thượng Viện đó, cho đến bây giờ thì là Dân Chủ được 50 ghế và Cộng Hòa được 49, nhưng mà còn một chỗ duy nhất, đó là ở Georgia. Và tôi cũng, đây là cái cá nhân tôi tính, tôi suy đoán thôi, cái ghế sau cùng đó Đảng Dân Chủ cũng sẽ thắng đó. Và như vậy là Dân Chủ sẽ có 51 trên 50, 51 trên 49, tức là Cộng Hòa mất đi một ghế đó, so với cái nhiệm kỳ về 2 năm vừa rồi. Chút nữa có lẽ chúng ta sẽ nói cái hậu quả khi mà Đảng Dân Chủ nắm được 51 ghế cộng với bà Phó Tổng thống nữa là sẽ 52, và người ta sẽ làm cái gì. Về Hạ Viện cho tới bây giờ đó, mới nhất đó, thì bây giờ bên phía Dân Chủ đã được 204 ghế và Cộng Hòa được 211, còn 20 chỗ nữa còn đang kiểm phiếu và còn đang giằng co chưa có kết quả. Thì người ta dự đoán là Dân Chủ sẽ thua, nhưng mà chỉ thua vài ghế thôi, tức là thua rất là khít khao, rất là nhỏ. Vì vậy mà tuy nhiên Cộng Hòa cũng sẽ nắm được đa số tại Hạ Viện. Và như vậy thì rõ ràng cái người dân Hoa Kỳ khi họ đi bỏ phiếu đó thì họ đã chọn cái gọi là balance quyền lực, tức là cho bên này một nửa, cho bên kia một nửa, chứ không có dồn cho bên nào hết. Thì đó là cái cách bỏ phiếu có lẽ là của Hoa Kỳ như vậy. Đó là về, rồi đến thống đốc thì Cộng Hòa được 25, thắng 25 ghế, Dân Chủ thắng 23 ghế, tức là thống đốc các tiểu bang. Có cái tiểu bang không bầu nhưng mà có một số tiểu bang thì như vậy. Đây là về vấn đề toàn quốc. Vẫn trở lại California thì tôi chỉ nhắm tới hai cái điểm chính thôi. Một, bây giờ Peter lấy cho Peter lấy cho cái tình số 2. Vâng, thưa mời anh. Cái quan trọng nhất đó là người ta ít để ý, nhưng mà theo tôi nó là cái quan trọng nhất, tức là cái dự luật số 1, cái Proposition 1, thì có đến tùy chỗ, có thí dụ ở San Diego đó thì có 62% số người vote yes, và cộng lại toàn tiểu bang đó thì gần 65% số người vote yes. Và thống đốc Gavin Newsom đó thì đã tái thắng cử với một cái tỷ lệ rất là cao, tức là trên 60% số phiếu. Hai cái điều này cộng lại cho tôi thấy cái khuynh hướng của tiểu bang California là một cái tiểu bang xanh và một cái nền tảng. Và từ cái chuyện thắng lớn như thế này đó thì có cho người ta thấy rằng là cái tương lai mà ông Newsom sẽ ra tranh cử tổng thống
năm 2024 là một cái điều mà người ta nghĩ rằng sẽ xảy ra, là vì nếu Đảng Cộng hòa, xin lỗi, Đảng Dân chủ vẫn đề cử ông Joe Biden thì tôi nghĩ rằng không chắc bằng người ta sẽ chọn ông Newsom, bởi vì cái lợi thế của ông vừa trẻ lại vừa thắng ở cái tiểu bang này và thắng ở các tiểu bang dân chủ nữa, New York nữa chẳng hạn, hai tiểu bang đó cộng lại nó là một cái số rất lớn cho vấn đề cử tri đoàn và cái số phiếu dân chủ. Thì đó là cái mà người ta tiên đoán như vậy. Còn riêng về cái dự luật Proposition One đó, thì xin lỗi quý vị, nó cái ngôn từ nó hết sức là mơ hồ, vì thế rất nhiều người không có tìm hiểu sâu xa đó thì thấy rằng là cái quyền sinh sản là cái quyền của mọi người, cái quyền của phụ nữ, thì người ta vote yes là đúng rồi, nhưng mà đằng sau đó mới là quan trọng, tức là từ cái quyền này nó đưa tới cái chuyện mà sẽ có cái luật cho phép phá thai đến ngày sinh, tức là cho đến bất cứ lúc nào trong cái giai đoạn thai kỳ, thì khi người ta quyết định không muốn giữ đứa 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 con thì vẫn có quyền phá thai. Mà mặc dù cái luật phá thai hiện tại ở California nó cũng khá rộng rãi rồi, tức là cho phép phá thai tới 22 tuần. Bây giờ cái Proposition One nó thông qua, được thông qua như vậy thì cái hiến pháp Hoa Kỳ nó sẽ được viết lại và đưa cái điều khoản này vào trong hiến pháp. Do đó nếu sau này muốn có sửa đổi cái điều này là vô cùng khó khăn, khó khăn hơn là đi bộ lên mặt trăng nữa, thưa anh Du Miên. Thì Vâng, đó thưa là anh, cái cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Chưa nói đến cái vụ mà chúng ta có một nữ thị trưởng người Việt đầu tiên đó. Tôi xin góp ý với anh như thế này. Chính trị là thủ đoạn. Phải nói rằng Đảng Dân Chủ dùng nhiều thủ đoạn xảo thuật. Chính trị anh có quyền dùng tất cả gì miễn là hợp pháp thôi. Dân Chủ họ đã làm được điều đó. Họ lung lay vì vấn đề kinh tế, giá xăng nghĩa là bị đánh giá thấp đủ trò tuổi già sức yếu của ông Biden vân vân, cái tất cả những cái gì đó đều là chúng ta thấy là Đảng Dân Chủ mình nhìn thấy ai cũng nghĩ là 99% là mất hết tất cả quyền lực, nhưng bây giờ họ thắng được ngay cả cái dự luật số 1 anh vừa nói, đó là một cái thủ đoạn của những tay làm chính trị. Cảm phục những cái thủ đoạn đó, dù rằng quý vị không thích thủ đoạn nhưng mà chính trị thì phải có thủ đoạn. Bây giờ chúng ta bước qua cái tin số 3. Chúng ta chào đón một vị thị trưởng đầu tiên ở giữa đường đi từ đây xuống anh Đỗ Như Điền, San Diego. Chúng ta có San Bernardino là có một cô nữ thị trưởng người Việt Nam. Thưa mời anh. Vâng, đây là một cái chuyện mà có lẽ ít người để ý, mà cái thành phố cái thành phố San Bernardino nó nằm về bên phía đông, nó cũng hơi trong sa mạc một chút. Tuy nhiên đây là một cái điều cũng khá ngạc nhiên cho chúng ta, cho cộng đồng người Việt, một thị trưởng người phụ nữ 40 tuổi đã thắng cử, thì đây là một cái niềm vui chung. Trong khi ấy đó thì chúng ta thấy là Bắc Cali ở trên San Jose cũng cộng đồng Việt Nam cũng vật lộn để mà có được những ứng cử viên, nhưng mà miền Nam California thì tôi thấy tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta cho đến bây giờ thì tôi được biết là Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng đã thắng cử rồi, thị trưởng Tạ Đức Trí thì cũng thắng cử chức dân biểu tiểu bang. Rồi anh Charlie Nguyễn, anh Chí Nguyễn, Nguyễn Mạnh Chí cũng đã thắng cử cái thị trưởng Westminster. Rồi ai nữa, luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng đã được tái thắng cử ở trong cái khu học chánh, và còn những ứng cử viên khác thì tôi không được biết rõ, nhưng mà ít ra thì đó là những cái thông tin mới nhất để chúng ta thấy là cộng đồng Việt Nam cũng đã có được những ứng cử viên, đặc biệt là cô Helen Trần ở San Bernardino. Hy vọng rằng là những nơi khác, những vùng xa xôi hơn sẽ có những người phụ nữ vươn lên và đi theo những phụ nữ. Bây giờ trên khắp thế giới chúng ta thấy có rất nhiều tổng thống, thủ tướng đều là phụ nữ cả, và chúng ta mong rằng các cô các chị Việt Nam sẽ là những cái đi theo, nghĩa là bà Trưng Bà Triệu, để mà lãnh đạo cộng đồng. Thưa anh Dương Miên.
Vâng, thưa cảm ơn anh Đỗ Duy Điệu. Bây giờ chúng ta bước qua, Peter lấy cho tin số 4. Ảnh hưởng bầu cử giữa kỳ đối với vấn đề đối ngoại, đối nội của Hoa Kỳ như thế nào thưa anh? Vâng, và đây là chúng ta muốn nhắm vào hai cái viện quan trọng, tức là Thượng viện. Nếu Thượng viện mà thắng, và chắc chắn là thắng rồi, Dân Chủ sẽ nắm. Và nếu nắm được hai năm tới này đó, thì nó sẽ có những cái điểm mà người ta dự tính như thế này. Đó là họ sẽ vote để xóa bỏ cái vấn đề gọi là cuộc tranh cãi bất gọi là không chấm dứt đó, tức là cái filibuster, tức là sẽ chấm dứt cái đó, không còn cái chuyện đó nữa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, người ta sẽ đưa đến cái vấn đề mà trở lại cái vấn đề mà gia tăng cái số thẩm phán ở trong tối cao pháp viện, mặc dầu trong cái kỳ nghiên cứu vừa rồi thì người ta thấy rằng cái điều đó khó xảy ra, nhưng mà cho đến bây giờ thì có thể bên phía Dân Chủ sẽ đưa ra trở lại cái đó, và với cái số phiếu đa số ở Thượng viện thì có thể cái vấn đề đó sẽ được đưa ra, và không biết có thông qua được hay không, có làm được hay không, bởi vì người ta đã chấm dứt cái filibuster, tức là bên phía thiểu số sẽ không còn cơ hội để mà chiếm nghị trường, để mà nói bất tận, để mà không cho những cái cuộc biểu quyết đấy xảy ra. Thì nếu người ta chấm dứt được cái chuyện đó thì cái chuyện mà gia tăng cái thẩm phán ở trong tối cao pháp viện có thể nó sẽ xảy ra. Đó là về vấn đề Thượng viện, về vấn đề đối nội. Bây giờ cái điểm thứ hai là Hạ viện, nếu do Cộng hòa nắm vững và nắm được thì sẽ có một số vấn đề sẽ được đưa ra. Thứ nhất là người ta sẽ chấm dứt cái vấn đề mà đàn hạc, xin lỗi, mà khủng bố ông cựu tổng thống Donald Trump có thể sẽ được chấm dứt. Cái thứ hai nữa đó là người ta có thể mở lại những cái cuộc điều tra mà trước đây có nhiều ý kiến nhưng mà bị dìm đi, là cái vụ mà cái laptop của Hunter Biden, cũng như điều tra lại cái vụ mà ông Joe Biden cho rút quân để mà gây ra cái sự thảm bại ở Afghanistan, cũng như là vấn đề biên giới. Tại sao lại để mở cửa cho đến bây giờ thì trong 2 năm qua có đến gần 5 triệu người bất hợp pháp đã qua ngã phía Nam và xâm nhập vào Hoa Kỳ, và còn nhiều vấn đề khác nữa. Nếu Hạ viện do Cộng hòa kiểm soát thì nó sẽ xảy ra những chuyện đó, và cái vấn đề mà chi tiêu của đất nước sẽ bị giảm đi chứ không còn được hoàn toàn thoải mái như là cái mong muốn của phía Đảng Dân Chủ nữa. Thì đó là những cái vấn đề nổi những lớn của đất nước Hoa Kỳ trong 2 năm tới, cho tới năm 2024, và cho đến năm 2024 thì nó sẽ mở ra một trang mới, bởi vì lúc đó sẽ có bầu tổng thống và chưa biết Cộng hòa hay Dân Chủ sẽ nắm được. Thì đó là hai cái viện quan trọng, Thượng viện và Hạ viện, nó ảnh hưởng tới vấn đề đối nội cũng như đối ngoại của Hoa Kỳ. Dạ thưa Như Miên. Vâng, thưa cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Trở lại với phần tin tức ngày hôm nay, thì ở bên Dallas, tiểu bang Texas, mới vừa có một cái show về biểu diễn hàng không thì đã bị tai nạn, nó như thế nào? Peter lấy cho cái tin số 4 giùm. Vâng, thưa quý khán giả. Vâng, thưa anh Dung Miên và thưa quý thính giả, quý khán thính giả. Bữa hôm thứ bảy vừa rồi đó thì bên Dallas có một cái air show, tức là một cái buổi biểu diễn máy bay. Thì có như là nếu quý vị nào ở miền Nam California thì ở San Diego luôn luôn hàng năm nó đều có cái cuộc biểu diễn máy bay air show rất lớn và thu hút hàng 500.000, 600.000 người tới xem ở cái gần chỗ chúng tôi đây. Và từ xưa đến giờ không có bị những cái tai nạn gì cả. Tuy nhiên ở bên thứ bảy vừa rồi ở bên Dallas cũng là cái air show để mà giới thiệu những cái biểu diễn về máy bay. Thì trong ấy cái phần biểu diễn hai cái máy bay quân sự thời đệ nhị thế chiến,
một trong những hai cái máy bay này là những cái máy bay chính yếu mà đã tham dự vào đệ nhị thế chiến. Bay lên thì một cái máy bay thứ hai không hiểu thế nào đã đâm vào, thế là hai cái chạm vào và cả hai máy bay đã rớt xuống, và 6 người ở trên hai máy bay đó đều thiệt mạng. Trước sự chứng kiến của tất cả những người đang theo dõi tại Dallas, đây là một cái tin buồn, và bây giờ người ta điều tra nhưng mà chắc thì cũng chỉ xác nhận rằng cái lỗi đó nó như thế nào để mà tránh trong tương lai mà thôi. Tất nhiên là có những cái air show ở trên thế giới này nhiều nơi cũng đã xảy ra. Đây là một cái điều buồn cho chúng ta, và cũng thì chia sẻ cái nỗi buồn đó đối với những người mà đã đứng ra tổ chức cũng như những nạn nhân, sáu người đã chết trong hai cái máy bay đó, thưa anh Dương Miên. Vâng, kính thưa quý vị, khi mà nói đến Hoa Kỳ thì có lẽ là chúng ta nên biết là trong cái tháng này, năm nay cái lạnh nó tới sớm hơn, và quý vị luôn luôn để ý là cái mùa này là mùa cảm cúm, cũng như là dịch bệnh, tất cả những thứ gì nó cũng đe dọa đến sức khỏe. Cho nên quý vị nào mà biết là nó lạnh thì chúng ta phải đối phó nó như thế nào. Từ đây cho tới tháng Giêng, tháng 2, tức là tới sau cái Tết của mình, nó vẫn tiếp tục lạnh như vậy. Cho nên quý vị đề phòng mỗi lần đi ra ngoài, lúc nào cũng mang theo cái áo ấm. Quý vị nào mà hơi bị lạnh mỏ ác đó thì đem cái mũ đội vô và đi ban đêm, tránh đi ban đêm, nhất là đi ra ngoài sương gió bão bùng. Vâng, thưa, bây giờ thì chúng ta bước qua một cái hội nghị thượng đỉnh của ASEAN tại Nam Vang, Campuchia. Trước khi mà anh Đỗ Nhiên, Peter chuẩn bị cho cái tin số 6. Trước khi anh Đỗ Nhiên Điện trình bày cái này đó thì tôi cũng xin thưa với quý vị, tôi rất khoái là nước Cao Miên gần nước Việt Nam mình đó, họ làm một cái điều mà tôi thấy Việt Nam nên bắt chước. Họ hãnh diện, họ làm được một cái đồng hồ, dù rằng cái đồng hồ họ không nổi tiếng như Rolex hay là như những đồng hồ trên thế giới, nhưng mà họ hãnh diện vì Made in Cambodia, họ tặng cho từng nguyên thủ quốc gia. Thì đây là một cái việc làm rất là ý nghĩa. Xin mời anh Đỗ Nhiên Điện đi vào cái đề tài là cái hội nghị này, chúng ta thấy được gì, thưa mời anh. Vâng, thưa anh Du Miên, không phải một cái hội nghị đâu. Tôi xin dùng cái ít phút này để thưa với anh Du Miên và quý khán thính giả. Cả thế giới đều nhìn về Á Châu, bởi vì nó diễn ra tới ba cái event liên tiếp nhau, và thưa anh Du Miên, chúng ta biết rằng cái COP27 đó đang họp ở bên Ai Cập, và ông Tổng thống Joe Biden đã bay qua bên đó để phát biểu, xong rồi thì vội vàng bay qua Campuchia. Đó. Và ở Campuchia là cái nước mà trong cái gọi là ASEAN đó, 10 nước đó, thì Campuchia đã tổ chức, đây là cái lần sau cùng và hết nhiệm kỳ điều hành cái ASEAN trong cái năm vừa rồi, và chuyển giao cái năm tới 2023 cho bên Indonesia. Thế thì nó có ba cái hội nghị. Cái thứ nhất là cái Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là 10 nước. Đó. Thì vào ngày 13, tức là hôm Chủ nhật đấy. Rồi ngày 14, 15 đó, thì nó có một cái hội nghị thứ hai, tức là cái G20. Đó. Các quốc gia sẽ họp ở Indonesia. Rồi tiếp theo đó là Thái Lan sẽ tổ chức cái APEC đấy, tại Bangkok. Thành ra cả ba cái event này nó liên tiếp nhau trong cái từ hôm Chủ nhật cho tới ngày mai, ngày mốt cho tới ngày 17. Thì trước nhất chúng ta nói về cái ASEAN. Trong cái 10 quốc gia đó thì cái hội nghị kỳ này đó, nó có ba cái điểm quan trọng mà người ta muốn nhắm tới. Cái việc thứ nhất đó, là giải quyết vấn đề Miến Điện, bởi vì Miến Điện không được mời tham gia, bởi vì sau cái vụ mà Miến Điện đã đảo chính cái chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi đó, thì chính phủ Miến Điện là quân phiệt và đã không có thi hành 5 cái điểm mà ASEAN đưa ra, do đó người ta muốn giải quyết vấn đề đó. Vấn đề thứ hai đó là thúc đẩy cái vấn đề mà giải quyết vấn đề Biển Đông, do cái tham vọng của Trung Cộng muốn chiếm lãnh cái Biển Đông đó, thì phải có một cái quy luật để điều hành nó như thế nào, thì đẩy mạnh cái COC.
Cái thứ ba đó là một cái điểm mới, tức là 10 nước này chấp nhận thêm một quốc gia nữa nhỏ bé, tức là cái Đông Timor. Đây là một quốc gia nhỏ mới được thành lập đây. Và như vậy là trong tương lai có thể cái ASEAN nó từ 10 quốc gia nó sẽ thành đến 11 quốc gia. Thì cái chúng ta thấy đó, cái nhiệm kỳ vừa rồi là do Campuchia, Cambodia đó, làm chủ tịch điều hành. Thì nó qua cái việc này chúng ta mới so sánh giữa nước Campuchia bên cạnh Việt Nam, mặc dầu coi rằng là bị ảnh hưởng của Trung Cộng, nhưng nếu quý vị nhìn kỹ đó thì tôi thấy rằng những cái phát biểu cũng như cái đường lối chính sách ngoại giao vừa rồi của Campuchia quả thật họ khôn ngoan hơn Cộng sản Việt Nam nhiều lắm. Thí dụ cái chuyện ở Nga Sô xâm chiếm Ukraine đó, thì Campuchia là cái nước phản đối kịch liệt, và vì vậy vì cái việc họ phản đối và họ thúc đẩy các quốc gia khác đưa ra một cái bản thông báo chung, vì vậy mà bên Nga đã chống đối, vì vậy mà cái cuộc họp vừa rồi đã không đưa ra được cái thông báo chung. Bởi vì phía Hoa Kỳ thì muốn các nước Đông Nam Á nói rõ cái lập trường của mình về cái cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine, nhưng mà nhiều quốc gia trong ấy có Việt Nam ủng hộ Nga, thành ra vì vậy nó có cái trục trặc bên trong và không đưa ra được cái thông báo chung. Đó là cái hội nghị tại đó. Cái điểm quan trọng là chính ông Joe Biden đã tới tham dự cái này, và khi tới tham dự đó thì có một cái điểm vui vui là cái bài phát biểu của ông Tổng thống Mỹ đó, thì thay vì cảm ơn nước chủ nhà đã đón tiếp ông ở Campuchia thì ông nói thế nào, ông lại nói là cảm ơn Colombia, mà ông nói là hai lần. Cambodia với Colombia nó hào hào cái hầm với nhau. Thành ra cái điều này người ta mới cho thấy rằng người ta cũng nói rằng tại vì ông già rồi thành ra ông cũng nhớ lộn, đã đọc tên lộn. Nhưng mà đó là một cái điểm mà tôi thấy là cho thấy rằng là cũng đáng phải cho người ta theo dõi đó, đó là. Và đặc biệt ông ấy không có chính thức gặp Việt Nam, nhưng mà ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam thì cố tới để mà bắt tay cũng như chào hỏi và mời, nói thẳng ra là mời ông Joe Biden tới Việt Nam. Thì theo tôi biết bên Bộ Ngoại giao của Mỹ họ nói rằng trên nguyên tắc thì ông Joe Biden nhận lời, nhưng mà còn tới được hay không, tới thăm Việt Nam được chính thức Việt Nam hay không thì còn qua nhiều giai đoạn, tức là phải sắp xếp thế nào đó. Do đó mà đó là cái chuyện nó xảy ra tại Campuchia trong ngày 13 vừa rồi. Thì qua cái đó thì tới cái G20. G20 thì xảy ra Indonesia. Thì chúng ta biết rằng G20 đó thì do Indonesia, tức là Tổng thống Widodo đó, là đã đích thân qua Nga để mà mời ông Putin tới tham dự, nhưng mà cuối cùng Putin không đi, chỉ gửi ngoại trưởng đi thôi. Và vì vậy mà ông Tổng thống Zelensky của Ukraine sẽ không, theo tôi biết thì sẽ không phát biểu đó, trong cái hội nghị G20 này. Bởi vì trong cái hội nghị G20 này, tức là nói về các nền kinh tế đó, thì ông Tập Cận Bình lúc đầu thì người ta dự tính là ông không tới, nhưng mà ngược lại ông tới, và vì vậy mà giữa ông Joe Biden và Tập Cận Bình có một cuộc họp bên lề. Đây là cái điểm chốt, đây là cái điểm quan trọng nhất, nổi bật nhất, bởi vì Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Cộng sẽ gặp nhau bên lề. Và ngày hôm nay đây họ gặp nhau thì chưa biết họ nói gì, nhưng mà người ta dự đoán, đó là những thông tin bên ngoài thôi, là ông Joe Biden sẽ đưa ra một cái làn ranh đỏ về vấn đề Đài Loan. Tôi chưa biết là cái làn ranh đỏ ấy nó vẽ như thế nào, nhưng mà đó là cái thông tin của của phía Tòa Bạch Ốc đưa ra, là Tổng thống Joe Biden sẽ nói rõ về cái lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan. Không biết rằng đã bảo ra ông chớ mà có khởi động quân sự mà đánh Đài Loan thì tôi sẽ đánh ông cho nhiều đòn, vân vân. Thì cái chuyện đó không biết có xảy ra hay không, nhưng mà đó là cái quan trọng nhất, là hai cái nguyên thủ của hai đại cường sẽ gặp nhau bên cạnh cái G20 tại Indonesia để thấy chữ biển.
Vâng, bây giờ thì anh nói cái chính đi, bây giờ vô cái tin số 7 đi. Anh đoán sao, anh sờ mũ rùa, qua thử ông Biden, ông có nhắn nhủ với ông Tập Cận Bình nói, ông ơi, tụi đó nó điều tra đó, điều tra thằng con tôi đó, anh che chở cho thằng con tôi không? Có nói có đó không? Tôi chắc chắn một điều là ông Joe Biden sẽ bắt tay ông Tập Cận Bình để hai nước chúng ta sẽ phát triển kinh tế, hợp tác vấn đề kinh tế. Bởi vì bên tàu bây giờ chúng ta biết rằng sau cái dịch bệnh và với cái chính sách zero covid thì vấn đề kinh tế đang suy sụp và rất nhiều công ty ở nước ngoài họ đã bỏ Trung Cộng để chuyển qua các nước khác. Trong khi đấy đó thì Hoa Kỳ bây giờ cũng rơi vào tình trạng suy thoái và vì vậy cần có một cái sự hợp tác. Do đó tôi tin rằng nó sẽ rất mềm mỏng chứ không có rằng lằn ranh đỏ, lằn ranh xanh gì hết. Tôi chắc chắn trong tương lai, bởi vì giữa hai người đó thì cũng đã biết nhau lâu rồi và cái chính sách của dân chủ thì chúng ta cũng thấy rõ là sẽ không có gọi là tuyệt đối cứng rắn cái kiểu mà kiểu như ông Donald Trump trước đâu. Do đó cái chuyện gặp nhau bên lề này nó sẽ đưa tới một cái sự mềm mỏng và trao đổi thương mại cũng như có những cái gọi là thương thảo mềm mỏng hơn nhiều so với trong cái thời gian vừa qua. Thưa anh Dương, theo cái nhận Vâng, định của thưa tôi. chúng ta cũng thấy là cái thắng lợi của đảng Dân Chủ về cuộc bầu cử giữa kỳ nó cũng đã giúp cho ông Biden rất là nhiều, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng giúp cho Tập Cận Bình yên bụng. Nếu như mà Cộng Hòa chi phối nhiều đó thì làm khó dễ bên phía Trung Cộng, cho nên chúng ta thấy là trong cái cuộc gặp này sẽ có nhiều những tin tức mà tôi cho rằng nóng, và đúng như là anh Đỗ Như Điện dự đoán là chắc chắn là họ sẽ nói chuyện, là hai bên sẽ cùng hợp tác với nhau, vì cái câu mà họ thường quen dùng là hai bên cùng có lợi, nhưng mà kiểu này là chắc là Trung Cộng lợi nhiều hơn trong cái nhiệm kỳ mới của ông Tập Cận Bình cũng như là cái kỳ bầu cử vừa qua, hai ông đều có cái chiến thắng cả. Và bây giờ kính thưa quý khán giả, trước khi đi qua cái phần 3 của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin dành 1 phút, tại vì không còn giờ nhiều, để nhân dịp này cảm ơn tất cả những thân hữu, những anh chị em ở xa, vượt đường xa xôi, từ Las Vegas, từ San Jose, từ San Diego, như anh Điện, San Diego lên, nhiều người ở xa đã tới với đài trong đêm thứ sáu kỷ niệm 12 năm. Thì chúng tôi có chiếu ở trên đài tất cả những cái gì chúng tôi đều nói trên đó, nhưng mà hôm nay anh em trên đài cũng uể oải 2 3 ngày chuẩn bị mệt lắm, nhưng mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục làm việc, và tin tưởng rằng với thương yêu của quý khán giả và các cơ sở thương mại bảo trợ và tất cả những anh chị em thương yêu hợp tác cộng tác giúp đỡ cho đài VNTV, thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ còn có cơ hội để phục vụ quý vị một cách hữu hiệu hơn. Chúng tôi sẽ quay lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Có một câu chuyện mà mấy năm vừa qua nó đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi lớn trên quốc tế này đối với những cái chính sách quái lạ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những việc người ta làm mình tưởng rằng họ sẽ thất bại, nhưng cũng như Đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ, những đánh giá của truyền thông và những nhà đấu tranh sai bét hết. Cuối cùng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã vượt qua những cái đánh giá đó. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy ở trong cái nước Việt Nam Cộng sản là vi phạm nhân quyền, mà họ ngồi vô được trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, được vào đó rồi. Chúng ta nhớ câu chuyện của Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở nước Đức. Nước Đức phải cắt đứt liên lạc một thời gian, làm mạnh ghê gớm lắm. Tưởng rằng câu chuyện đó nó sẽ lớn, nhưng mà cuối cùng nó không còn lớn nữa.
Cộng sản Việt Nam lại vượt qua. Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy Thủ tướng của nước Đức thăm Việt Nam, Peter chuẩn bị cho cái tin số 8. Không biết thưa anh Đỗ Như Điện, ông Thủ tướng Đức đến thăm Việt Nam liệu rằng có xóa được cái hồ sơ vừa bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở bên nước Đức về không thưa anh? Vâng, trước nhất khi mà nói tới ông Olaf Scholz, tức là Thủ tướng Đức Việt Nam đó, thì chúng ta phải nối hai cái chuyện vào với nhau thưa anh Dương Biên. Vâng. Là vì tuần trước ông ấy đã đem một phái đoàn rất đông đảo bay từ Đức, mất 23 tiếng đồng hồ để bay qua Bắc Kinh và gặp Tập Cận Bình cũng như thảo luận với Bắc Kinh về vấn đề kinh tế trong 11 tiếng, rồi lại bay ngược trở về mất 23 tiếng nữa. Thành ra cái thời gian di chuyển đã gấp 4 lần cả đi cả về cái thời gian họp. Nhưng mà dân Đức ở bên đó bây giờ người ta cũng đang chia làm hai cái khuynh hướng, là tại sao Đức lại gọi là phải bám theo Trung Cộng như vậy. Là vì hiện tại Đức là cái đầu cầu kinh tế ở bên Âu Châu, mà vì cái vấn đề chiến tranh Ukraine cũng như những cái vấn đề khác đã làm cho Đức đứng trước một cái nguy cơ về kinh tế sẽ suy thoái. Do đó ông Olaf Scholz phải giải quyết vấn đề nội bộ, vấn đề kinh tế. Vì vậy mà cái chuyện mà cho thuê cái cảng ở bên Đức cho Trung Cộng thuê, đó là một trong những cái mà ông đang bị chỉ trích. Nhưng mà ông ấy quyết định là phải bắt tay với Trung Cộng để mà vực dậy nền kinh tế của Đức. Do đó sau cái chuyến mà đã qua thỏa thuận được với Trung Cộng, với những cái công ty của Đức sẽ được tiếp tục phát triển ở bên Đức, thì cái bước thứ hai là nhiều công ty ở bên Đức họ bị đàn áp, bị chèn ép ở bên Trung Cộng, thành họ muốn di qua bên Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Vì đó là cái lý do mà ông Olaf Scholz phải tới Việt Nam để mà gặp gỡ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thế thì trở lại cái vấn đề năm 2017 mà Việt Nam đã cho bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đó, thì cái chuyện đó nó nổi bùng lên. Và dưới cái thời thủ tướng của bà Thủ tướng Merkel thì đặt vấn đề là phải Việt Nam phải giải quyết vấn đề này về vấn đề ngoại giao. Nhưng mà ngay lúc đó tôi đã nói rằng là nước Đức không thể kiên nhẫn, không có cái sự kiên nhẫn như là Việt Nam đâu, bởi vì Cộng sản Việt Nam họ rất là quỷ quái và họ sẽ tìm mọi cách để mà kéo nước Đức trở lại. Và đúng như vậy, ngày hôm nay thì Thủ tướng Đức trở lại Việt Nam, và cái chủ lại này vấn đề kinh tế mà thôi thưa anh, vì vấn đề kinh tế mà thôi. Bởi vì nếu như mà những quốc gia, những cái công ty lớn của Đức đó muốn phát triển được mà đang gặp khó khăn ở Đức đó, thì cái chỗ thứ hai là cái cửa ngõ, đó là vấn đề Việt Nam. Vì vậy chúng ta không lạ gì là nước Đức sẽ trở lại, sẽ nối kết từ Trung Cộng qua Việt Nam, và các cái công ty của Đức sẽ được phát triển ở vùng ở bên Trung Cộng rồi sẽ qua Việt Nam. Do đó cái chuyện Trịnh Xuân Thanh nó sẽ đi vào quên lãng thôi. Sau cái vụ mà cách đây 2 tuần họ có xét xử cái người thứ hai đó đã tham dự vào cái vụ bắt cóc đó, thì cái điều mà nhiều người đặt ra là liệu ông Thủ tướng có nhắc lại cái chuyện này và vốn đòi Việt Nam trả Trịnh Xuân Thanh về cho Đức hay không. Bởi vì theo nguyên tắc đó thì Trịnh Xuân Thanh đã được chấp nhận trở thành gọi là tị nạn chính trị và được Đức chấp nhận rồi. Thế mà bây giờ Việt Nam cho bắt cóc đem về, thì bây giờ ông Thủ tướng Đức có dám đòi lại không? Đó là cái câu hỏi. Nhưng mà tôi tin là cái chuyện này nó không xảy ra. Bởi vì đây chỉ là những cái gọi là râu ria bên ngoài thôi, chả quan tâm gì tới cái vấn đề lớn nào, vấn đề kinh tế của hai nước cả. Do đó vấn đề kinh tế nó sẽ xóa hết. Do đó kinh tế là cái quan trọng nhất trong cái cuộc thăm viếng Việt Nam này kỳ này, thưa anh Du Miên. Vâng, thưa cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta bước qua, Peter lấy cho cái tin số 9, bước qua Ukraine. Vừa mới đây thì các cơ quan truyền thông quốc tế đã loan tin là Tổng thống Zelensky sau một vài ngày thận trọng, cuối cùng ông cũng đặt chân đến sau khi Kherson đã được giải tỏa, được tái chiếm bởi quân đội Ukraine. Mời anh.
Vâng, thưa quý vị, đây là một cái niềm vui mà nếu quý vị nào theo dõi thông tin quốc tế đó, thì thấy rằng cái ngày thứ sáu vừa rồi thì người dân Ukraine, đặc biệt là những người dân ở trong cái thành phố Kherson mà nhiều người gọi đùa là khe xanh đó, thì người ta rất vui mừng và đã ra đường phố để ăn mừng thâu đêm, và người ta ca hát để mà khi mà quân Nga rút qua bên đông, thì khi nó rút đi như vậy thì tất nhiên là quân Nga đó, thứ nhất là đặt lại rất nhiều mìn bẫy ở khắp nơi, cái thứ hai là họ phá hủy những cơ sở thương ghi sẽ hạ tầng cơ sở điện nước rồi hệ thống viễn thông vân vân, họ phá sạch. Vì vậy mà khi mà người dân Ukraine, trước đây nó có gần 300.000 người trong cái thành phố này, thì bây giờ họ chỉ còn lại chưa tới 200.000 mà thôi, bởi vì một số đã theo ủng hộ Nga đó thì đã bỏ qua bên kia, còn những người không ở lại đó thì cũng một phần. Rồi trong cái số mà quân đội Nga rút đi đó thì nhiều người không chạy kịp, họ đã đổi mặc đồ civil, mặc dù dân sự để mà lẩn tránh ở trong số những người còn lại. Do đó ngay sau khi mà quân đội Ukraine chiếm lại được cái thành phố này thì họ phải giải quyết nhiều vấn đề một lần. Thứ nhất là vấn đề an ninh, tức là phải có một cái thời kỳ gọi là giới nghiêm để mà quân đội gỡ bom mìn, rồi chính quyền sửa chữa các cơ sở căn bản như lương, trường học, điện nước và nhiều cơ sở khác để phục vụ cho dân chúng. Cái thứ ba là ổn định vấn đề hành chánh để mà truy tìm cũng như là loại bỏ những phần tử của Nga còn cài đặt lại để mà dự tính tái chiếm. Bởi vì chúng ta biết là cuối tháng 9 vừa rồi đó thì Putin đã coi như là cái thành phố này là thuộc về Nga, và vì vậy không thể nào bỏ được, đây là một cái thành phố chiến lược, bởi vì nếu mà Ukraine giữ được thành phố này và đánh tiếp thì có thể chiếm lại được cái bán đảo Crimea. Thì đó là bởi vì đây là một cái thành phố chiến lược hết sức là quan trọng, và cái cuộc rút quân của Nga mặc dầu người ta không được thấy nhiều những cái thông tin, nhưng mà những nguồn tin của nhiều cơ quan truyền thông khác trong ấy có của Mỹ, của Anh, của Ấn Độ và đặc biệt của kể cả của Trung Đông, họ cho thấy rằng cái cuộc rút chạy của quân Nga đó là một cái cuộc rút chạy hết sức là thê thảm, và nhiều quân đã bị chết đuối ở trên cái con sông khi mà vượt qua. Và tất nhiên là trong một cái cuộc người người Ukraine đó, họ cũng giới hạn vấn đề truy lùng và tiêu diệt một cách gọi là tàn bạo, họ không có quá quá đáng gọi là đẫm máu để mà truy đuổi cái đoàn quân Nga. Nhưng mà quả thật cái cuộc rút quân này là một cái thảm bại cho Putin và cho quân Nga. Vì thế cho đến bây giờ thì chưa chưa biết rằng Nga sẽ tính như thế nào, họ sẽ bố trí để mà qua cái mùa đông đi rồi mùa xuân họ sẽ quay trở lại họ đánh như thế nào chưa biết. Nhưng mà tóm lại đó thì cái thành phố chiến lược này hiện tại đã do Ukraine lấy lại được, chưa lấy lại được toàn phần nhưng hơn một nửa thành phố thôi, bao quát về diện tích, và coi như là cái vùng hành chính chính đó thì nó đã do Ukraine kiểm soát rồi. Và bây giờ tổng thống Ukraine ông Zelensky tới đây để mà cổ võ tinh thần cho người dân cũng như chiến sĩ của Ukraine, thì đó là một cái điểm rất vui cho cái cuộc tự vệ của người Ukraine, thưa anh Dumien. Vâng, cảm ơn anh Đỗ Như Điền. Chúng ta bước qua tình hình Việt Nam. Hàng triệu công nhân Việt Nam lo mất việc và kinh tế Việt Nam ảm đạm. Tin số 10, Peter, mời anh. Vâng, thưa anh Dương Nguyên, nếu mà chúng ta chỉ theo dõi những cái báo cáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì kinh tế Việt Nam rất là ổn định, rất là gọi là phát triển đều đặn và bền vững vân vân và vân vân. Nhưng nếu theo sâu vào những cái tin tức ở Việt Nam mà chúng tôi có những nguồn tin theo dõi đó, thì Việt Nam hiện đang gặp những cái khó khăn. Thứ nhất là về vấn đề may dệt cũng như giày da. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua vì vấn đề cấm vận của Hoa Kỳ, Việt Nam không có mua được những cái nhiên liệu, nguyên vật liệu từ Tân Cương, bởi vì đó là cái trong cái luật cấm vận.
Trong khi ấy thì cái kỹ nghệ về may dệt cũng như da giày đó là một trong những cái ngành nghề mà Việt Nam có rất nhiều công nhân, có cả 100.000 chứ không phải ít đâu. Thì những cái hãng xưởng này họ đang gặp khó khăn là vì họ không có nhiên liệu và họ không nhận được những cái đơn đặt hàng. Do đó cho đến tuần vừa rồi chúng tôi được cái tin là hiện tại có vào khoảng 3 tới 40.000 nhân công sẽ được thông báo sẽ mất việc. Bởi vì nếu bây giờ không nhận được đơn đặt hàng thì cho đến nghỉ từ đây cho đến ngày nghỉ Tết họ sẽ nhận được cái giấy là sẽ không còn việc làm nữa. Và người ta dự tính là có thể trong cái từ nay cho tới đầu năm tới với cái tình kế thảm ảm đạm chung của thế giới như vậy đó thì Việt Nam có thể mất cả đến chừng 2 triệu công việc làm ở tại Việt Nam. Mặc dầu cái vấn đề kỹ thuật như là hãng Samsung hay là những cái hãng Apple là hãng kỹ thuật đó thì họ vẫn đưa đến Việt Nam để mà tiếp tục ráp nối. Tuy nhiên những cái ngành như là may dệt, giày da vân vân thì bây giờ những cái ngành này nó chuyển qua Bangladesh, qua Indonesia và qua Campuchia và những cái quốc gia khác. Không biết vì những cái lý do gì nhưng mà có lẽ là Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong cái ngành nghề này. Trong khi ấy cái nền tảng của Việt Nam là vấn đề nông nghiệp và ngư nghiệp thì lại không xuất cảng được bởi vì những cái vi phạm và những cái vấn đề về 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 phẩm chất của hàng hóa Việt Nam bị giới hạn khi mà không sản xuất qua Âu Châu và Mỹ Châu được thì Việt Nam sẽ gặp khó khăn. Trong khi Việt Nam bám gọi là sống nhờ Trung Cộng mà Trung Cộng đó, tàu Cộng đó thì lúc nó thích thì nó cho nhập cảng, lúc nó không thích thì nó chặn lại. Do đó hai cái khâu nông nghiệp và ngư nghiệp của Việt Nam là cái nền tảng thì Việt Nam lại rất yếu và sống dựa vào cái vấn đề mà lao động cho những cái công ty nước ngoài sản xuất mà thôi, chứ còn cái xương sống cái là cái cốt lõi của kinh tế Việt Nam thì vẫn yếu tại trên trung biên, do đó cái bấp bênh lắm chứ không phải là người như người ta tiên đoán là rất phấn khởi như là người ta thấy đâu thưa anh. Vâng, thưa cảm ơn kỹ sư Duy Gia Điện. Rất tiếc là bây giờ anh em chúng ta đã hết giờ rồi. Mời anh gửi lời chào đến quý khán giả của đài. Vâng, thưa anh Du Miên, thưa quý khán thính giả, chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi hôm nay trên đài. Mong là không có điều gì làm quý vị phật lòng. Hy vọng sẽ được gặp lại quý vị trong lần tới. Kính chào.